Lu, nhậu không? Thôi đi cha. Sao vậy? Mấy ngày nay liên tiếp mệt quá luôn rồi. Nếu mệt quá thì đi khác được không? Đi đâu? Ba vậy còn đi massage khỏe đi ha. Để suy nghĩ coi. Ok. Suy nghĩ lẹ đi mày. Chừng nào đi? Sáng mai, được không? Được. Sáng rồi. Đi. Nhanh lên đi ba. Đi đâu mà nhanh? Ba đủ sáng nay đi massage mà. Đừng nói quên rồi nghe trời. Quên thiệt. Hả? Mới một đêm mà làm gì một năm gì quên lẹ vậy ông nội? Mày bao thì đi. Cái quần què. Mày chửi bậy hả luôn? Tiền đâu mà bao. Ông nói chuyện riết nhảm địch quá. Cái gì? Nhảm địch. Biết tôi thấy mày liều mày muốn lắm rồi nghe luôn. Lu không hề muốn nha. Tại ba thôi. Hứa mà không giữ lời. Rủ người ta đi bao ta tự nhiên bắt ta bao. Quần. Ở nhà luôn không đi đâu hết. Vậy hôm nay khỏi làm việc ở nhà luôn không đi đâu hết. Ủa chứ bình thường mày làm gì luôn? Thì ở nhà sủa canh trộm cho ông chứ làm gì trời ơi trời. Hôm nay dẹp nghỉ. Vậy thì biến khỏi căn nhà này đi. Không. Mày mốt tự kiếm tiền xài tự mua đồ ăn ăn nghe con. Trời kiếm tiền dễ mà. Ở đâu mà dễ? Bây giờ chỉ cần lên massage ba miệng chấm net tham gia cái event kia kiếm 30 triệu xài chơi nè. Hả? Đã vậy? Quê quê.